Ba mẹ chỉ muốn kiếm một món quà ý nghĩa tặng sinh nhật cho hai xu thôi mà đành lòng có người đi lừa mẹ Trang đó mọi người. Nhìn chị Xu nhà ta kìa, thấy ba mẹ bị lừa cái buồn hiu luôn, tại nghĩ rằng là không nhận được quà nữa rồi đó. Thôi để mẹ Trang kể sự tình cho mọi người nghe. Chuyện là mẹ Trang vào nhóm mèo anh Long Ngắn để tìm mua một con thú cưng cho Xu, thế là có một bạn tên là Nguyễn Minh Hùng inbox và gửi cho mẹ Trang hai con mèo anh Long Ngắn rất là đẹp, thế là mẹ quyết định mua cho Xu. Mà người này diễn cực kỳ tinh vi luôn nha mọi người, ngoài việc gửi video của con mèo qua cho Trang, em còn nói do vận chuyển đường xa, ngày hôm nay gửi nên ngày mai nhận, nên chị vui lòng đặt cọc cho em từ 300 tới 500 cũng được để em vận chuyển, khi nào nhận được hàng kiểm tra hàng này kia, mèo ưng ý mèo đẹp thì hãy đưa tiền còn lại. Ôi trời ơi, em ấy nói như thật, thấy con mèo rẻ mà lại cute. Thế là mẹ Trang chuyển cọc cho người ta, ai ngờ tới lúc hẹn giao mèo thì em ấy trốn luôn mọi người ơi, liên hệ không được, chặn số điện thoại mẹ Trang rồi block luôn Facebook. Trời ơi, ta nói tức gì đâu luôn á. Trang không ngờ trên đời này có hạng người lợi dụng những con thú cưng như thế này để lừa đảo chiếm đoạt tiền người ta luôn á mọi người. Nhưng mà thôi, tại vì mình tin người, mình dạy nên mình phải chịu. Cũng may được người bạn giới thiệu cho anh Dương Kogi, anh có hai con mèo chân lông ngắn rất là dễ thương, Xu tới tận nhà để lựa luôn. Như cái tên Dương Gogi của ảnh, nhà ảnh toàn chó Gogi thôi. May mà có hai em chân lông ngắn, Xu chọn ngay em cái đi về, tại vì ở nhà có em đực rồi đó mọi người. Mua được em mèo ưng ý mà còn được anh chủ đẹp trai hướng dẫn tận tình cách chăm sóc và cho cả ba tê đem về, hai chị Xu nhà ta thích ghê chứ kìa. Đấy đấy, mọi người xem em mèo nhà Xu dễ thương không? Do em đực của dì Tiên tên Cam nên Xu quyết định tặng cho em nhà mình tên Quýt. Vậy là kể từ giờ Xu có thú nưng để chăm sóc và nâng niu rồi. Qua chuyện này mọi người nhớ rút kinh nghiệm từ Trang nha, khi nào người ta giao thú cưng thì hãy thanh toán tiền.